Rồi chào quý vị khán thính giả, các bạn đang xem. Đó là đặt lại đó. Chào đi, mọi người chào đi. Chào quý vị, chào các bạn. Rồi tất cả mọi chào trở lại tất cả mọi người nha. Chào tất cả quý vị đang theo dõi cái chương trình hôm nay. Xin tiếp theo cái chương trình lúc nãy là về cái vụ náo loạn ở Afghanistan. Thì đây là cái phần thứ hai của chúng tôi, là nói về cái tương lai của cộng đồng tị nạn tị nạn Afghanistan. Thì chúng tôi nghĩ là đó là một cái tị nạn chiến tranh. Còn chúng tôi sẽ so sánh cảm nghĩ của mỗi người, so sánh tưởng tượng ra một cái tương lai cộng đồng tị nạn đó có giống như cái cộng đồng tị nạn của người Việt Nam mình từ 46 năm nay hay không. Và tôi xin mời anh cầm trước. Theo tôi cảm nghĩ thì nó chắc chắn là nó sẽ giống một cái hình thức của cái cộng đồng người Việt của mình ở bên này thôi, không khác gì cả. Nhưng mà nó có khác chút chút là chỗ là khác biệt văn hóa, khác biệt về tôn giáo. Tôn giáo ở đây có nghĩa là họ hầu như là theo đạo Hồi, đó là như vậy. Còn Việt Nam mình thì làm mà làm thắng cấu trên trời, nó khác chút xíu gì đó. Và theo tôi nghĩ là như là cái này nó không khác gì mấy, là gì tôi nghĩ là họ bởi vì có một số người mà để mà cộng tác theo giúp đỡ cho quân lực của Mỹ ở đang rất là đông lắm, mấy chục ngàn người từ tài xế cho đến đủ loại, thì họ đã cuốn gói, đã chạy dài vào trước đây hình như đã đưa qua này một mớ rồi, anh mấy chục ngàn người rồi. Cho nên vì đó họ chắc chắn là họ sẽ thành lập một cái cộng đồng của cái người Hồi giáo mà của Afghanistan thôi, chắc chắn là như vậy. Còn có người tương lai họ có chống lại bên kia không là mình chưa biết, nhưng mà mình chắc chắn là sẽ có cái điều đó y chang như là cái phố bên sau của mình, chứ không khác gì mấy đâu. Đó, theo tôi nghĩ là vậy. Nhưng mà còn anh Peter nghĩ sao? Chị hỏi tôi lại lặp lại cái lời nãy chị nói, ông Biden nó biểu là đừng có so sánh. Không phải, tội nghiệp mấy anh em mình ở bên này. Họ tôi nghĩ là thế này này, tôi nghĩ đến một 5 năm sau thì mình tưởng tượng mình hay làm 1 năm sau hay 2 năm sau, mường tượng là lực lượng kháng chiến quân của A Phú Hán sẽ bắt tay làm cái link cấp, bắt tay với lại anh em ở chiến đấu ở bên Bosa, lập ra một cái liên minh của những người thất trận. Mình nghĩ vậy. Nhưng mà không có nghĩ, tôi không nghĩ tôi bắt tay đâu ông ơi. Một bên là A Phú Hán, một bên là Việt Nam, có thể là không bắt tay. Mình biết. Rồi bây giờ anh tới phiên anh Quang nói, các anh sẽ có thêm tiếng. Anh Quang. Theo tôi nghĩ thì có sự giống nhau vì lý do là thứ nhất là họ sẽ tụ lại với nhau trong một nơi nào đó thuận tiện để họ có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Afghanistan, để có tiền có cái những cái cùng nếp sống văn hóa với nhau và cái nhu cầu sống với những người đồng hương. Thì cái đó là hồi trước và năm 1975 chúng tôi đến đây là cái nhu cầu đến đó, không có phân biệt gì là tôn giáo hay chính kiến gì cả, miễn là cùng nói với nhau một thứ tiếng, cùng có cái nếp sống văn hóa để cùng nhậu với nhau thì cảm thấy nó sung sướng giống như là sống với quê nhà. Nhưng mà cái sắc khác biệt là sau đó thì tôi thấy ở Việt Nam á, người Việt Nam ở đây đó, khi mà đậu bầu vào cái hội đồng địa phương đó, gọi là cái hội đồng người Việt đó, cộng đồng Việt, thì bắt đầu tranh quyền nhau và bắt đầu chia rẽ nhau, rồi bắt đầu mạ lị nhau để đề cao mình, để đắc cử vào cái chức vụ đó. Đó là bắt đầu chia rẽ. Rồi sau đó thì tôi thấy là tự nhiên ở cái cộng đồng Seattle của chúng tôi là mọc ra cái gọi là cái tổ chức phục hưng Ngô Đình Diệm, giống là những người không cùng chính kiến với lại tinh thần Ngô Đình Diệm, để bắt đầu chia rẽ. Rồi sau đó thì có nhà thờ họ chủ trì là độc quyền các phương tiện truyền thông như là radio, truyền hình, báo chí. Ai mà viết sách viết khác đó thì họ cho đi tịch thu những cái sách của chúng tôi và lên án chúng tôi là những người công sản. Thì tôi không biết Afghanistan khi đến đây họ có làm những cái chuyện đó hay không thì tôi không biết. Thứ hai, họ độc quyền báo chí, rồi họ độc quyền
lũng đoạn hết tất cả các cộng đồng địa phương, gọi là hội đồng người Việt Nam, địa phương nào cũng người Công giáo chiếm cả, nhà thờ ở đằng sau lưng. Thì tôi không biết họ có làm cái chuyện đó hay không. Rồi sau đó họ mở một cái chiến dịch để ai không theo ý họ thì họ chống, họ bảo là giữ vững lành tranh quốc học. À, khi mà đã đủ đông được, đông đủ tập trung một nơi rồi đó, thì họ nhau họ vào lập cái chính quyền địa phương để đặt tên Sài Gòn, như là cái tên Sài Gòn ở vùng gió tanh mưa máu ở Westminster. Rồi sau đó thì tôi không biết rằng họ có phục hồi cái tinh thần ông tổng thống mà bỏ chạy đó hay không, chứ bên Việt Nam thì họ tranh đấu dữ lắm. À, thứ ba nữa là sẽ có những cái lãnh tụ giáo hội của Hồi giáo hay là của đạo Thiên Chúa giáo lên án chửi bới cái chính quyền hiện tại ở trong nước Afghanistan hay là ở hải ngoại. Còn người Việt Nam thì tôi thấy là các ông tu sĩ của Thiên Chúa giáo là luôn luôn lên bục giảng là chửi cái chính quyền hiện tại, không còn một nước nào hết. Thì không biết rằng những cái người tu sĩ ở bên Afghanistan, ở Afghan này đấy, lưu vong sang hải ngoại với lại ở trong nước còn lại có lên bục giảng để chửi những cái chính quyền của Taliban hay không thì tôi không biết. Đó. Đấy rồi họ không biết họ có giữ mở cái chiến dịch gọi là giữ vững lằn ranh quốc cộng như những người Thiên Chúa giáo do nhà thờ chủ trương như bên đây có thì không biết. Rồi tôi không biết họ có lập cái mặt trận giải phóng nước Afghan như là ở bên Hoa Kỳ này ông Hoàng Cơ Minh đã thành lập thì không biết, nhưng mà tôi tin là có lẽ là không. Đó là những cái khác biệt mà tôi tin tưởng rằng đó. Thì quý vị sẽ suy nghĩ cái chuyện này nó sẽ xảy ra ít nhất một năm sau, chứ không phải là mới mẹ, không phải là xảy ra liền năm mười năm sau. Đó là cái tin liệu của tôi là nó như vậy. Bây giờ tôi xin phép tới phiên tôi có cái ý kiến sơ sơ thế này thì không có biết chính xác hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ khác chứ không có giống Việt Nam mình. Thứ nhất đó, là anh thấy cái cách mà nó rút lui đó là anh thấy nó sẵn sàng nó rút lui chứ nó không có cự nữ gì hết. nó bằng lòng chứ cái số phận nó rút lui, nó không có bỏ trốn, đừng có thiên hướng là bỏ trốn. Nó bỏ trốn, nó đậu hàng nữa rồi nó bỏ trốn nữa, tức là nó không có cái tinh thần, nó không có cái sự thù oán nhiều. Thành ra và tôi nghĩ rằng nếu mà họ có nghịch nhau đi nữa đó thì là do cái ảnh hưởng chính trị hơn là tôn giáo của nó thì nó là đồng nhất không có kỳ tôn giáo ở trong nước nói thì cái chiến tranh của nó không có do cái ảnh hưởng cái tôn giáo nhiều, thành ra cái sự hận thù nó không có. Còn bên đây như anh Quang đề cập tới đó là nó có những cái phong trào phục hưng tinh thần Ngô Đình Diệm, mà anh biết cái tinh thần đó là những cái người mà sang đây đó là ảnh hưởng cái thế lực của nhà thờ rất là đông, thành ra nhưng mà phần còn lại của mình đâu có, thành ra nó tự chia rẽ ra làm nhiều ý tưởng khác nhau, thành ra cái khác nhau đó làm cho cái cộng đồng của mình nó không có đồng nhất và cũng vì không có lý tưởng cho nên sau một thời gian đó thì mình đọc sách, đọc vở, đọc tin, đọc tức thì mình nhận thấy rằng đúng ra là cái chánh quyền của mình ngày xưa là chánh quyền Ngụy, chánh quyền đó là do thằng Mỹ nó đẻ ra, mình không có chính nghĩa, do đó là mình một số rất là lớn quay về với dân tộc, quay về với chánh quyền cũ, còn một cái số ở lại mà nó cứ kỷ niệm tôn thờ ông Ngô Đình Diệm đó thì chắc chắn không bao giờ họ có được cái sự quay về với dân tộc. Mà anh biết là cái động lực đằng sau mà làm cho cái đám người mà gọi là tôn thờ là kỷ niệm dỗ ông Ngô Đình Diệm mỗi năm đó, thì cái đám đó là sẽ cờ vàng muôn năm, sẽ không có thể nào mà thức tỉnh hay là quay lại hay là nhìn lại vấn đề hay là lùi lại để mà nhìn lại vấn đề giống như là những người như mình.
thì đó là một cái sự khác biệt và chia rẽ trong cái cộng đồng sẽ không bao giờ hết, mà đằng sau lưng của nó là ai thì anh tôi nói thế là anh biết rồi đấy. Đó là cái sự khác nhau. Và tôi nghĩ rằng cộng đồng cái người Afghanistan qua đây không có bị cái vấn đề đó, không có bị vấn đề đó. Đó là cái sự khác nhau. Tôi còn một ý kiến nữa, ở Việt Nam á, là ở ngay chính quốc Việt Nam á, sau năm 1975 ấy, tôi thấy là nhà thờ Thiên Chúa Giáo cấu kết các cựu sĩ quan của quân đội nổi loạn chống lại chính quyền Vinh Sơn xảy ra năm 1976. Rồi lại vụ một ông linh mục mà tôi nhớ là ông làm gì Liên Tôn đó, ông lãnh đạo, mà ông Phan Văn Thành hôm qua có nói. Rồi đồng thời là các ông linh mục cứ thay phiên nhau lên bục giảng chửi cái chính quyền Việt Nam. Khởi đầu là tôi thấy ông Nguyễn Văn Lý và tiếp tục là nhiều ông lắm. Đấy, ông giám mục Nguyễn Thái Hợp, rồi ông giám mục ở Hà Nội đó. Ngô Quang Kiệt, rồi Nguyễn Duy Tân, rồi Nguyễn Ngọc Nam Phong, rồi Đinh Đinh Hữu Thoại, rồi Đặng Hữu Nam, là cứ lên dài dài lên chửi chính quyền. Thì tôi không biết rằng những cái ông còn lại ở Afghanistan mà thiên về cái chính phủ do Mỹ dựng lên nó có tiếp tục làm những cái chuyện như đó như vậy hay không. Thì tôi tiên liệu có thể là không, nhưng mà cũng có thể có xảy ra nếu có nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Thành ra tôi nghĩ rằng nó không có cái vấn đề mà hải ngoại bên đây mà gọi là tiếp lửa cho cái cộng đồng gọi là dân chủ ở Việt Nam giống như là người Việt này. Anh suy nghĩ coi, nó sẽ không có cái đoạn đó, không có cái vụ đó. Và vâng, có thể là họ những người mà Afghanistan chạy qua Mỹ này họ sẽ hiền hơn và họ hiểu là cái thân phận của họ, chứ họ bởi vì cái môi trường xã hội trong thời bây giờ nó không có bị nhiều giống như kiểu Việt Nam, không hận thù là một, là không chia rẽ tôn giáo, bởi vì thống nhất là ở A Phú Hãn là chỉ có một tôn giáo thôi, cũng là ập đạo Hồi thôi, ngoài ra không có đạo gì khác, và chăng có chăng hay chăng nữa thì chút nào không quan trọng, nó có không có ảnh hưởng về tôn giáo nhiều đó, cho nên có họ tôi nghĩ chắc họ yên phận nè, họ không có yên phận vào chứ qua đây là cuối đời thôi, cho nên chắc họ không có làm gì đâu. Nếu mà nói được về phục quốc thì là thôi muôn đời là không có sơ phục được. Tôi nghĩ là không có phục quốc như mình, không có giờ không có nhưng mà như vậy là người Afghanistan có một cái ý kiến quan niệm rõ rệt là những người ở tại Vatican là chiến đấu cho quyền lợi tối thượng của dân tộc Afghan, còn những người theo quân đội Mỹ chiến đấu chống lại cái cuộc chiến của những người Taliban thì là nó gọi là Afghan gian. Trái lại những người Việt Nam mà chạy sang nước vong đấy không nhận cái họ là Việt gian, nhưng mà là những người quốc gia, là những người chiến đấu cho tự do tôn giáo, là những người chiến đấu cho chính nghĩa của Thiên Chúa Giáo, thành ra phải bảo vệ phát triển cái Kitô giáo của họ. Họ danh nghĩa như vậy, nhưng mà thực chất nhìn vào quá khứ suốt cả hơn một thế kỷ nay, từ năm 1958, 58, 59 đến cho đến ngày nay, thì họ luôn luôn đi với các thế lực ngoại thù. Nhưng mà bây giờ thì họ bảo rằng là đất nước mình đã thống nhất là do chính người Việt Nam lãnh đạo chính quyền, thì họ lại bảo là mất nước rồi họ phải giải phóng, mà nước rồi của nước mình là thuộc về chính quyền Việt Nam mà họ bảo giải phóng. Mà ngày xưa đó nước mình nằm dưới ách thống trị của Vatican và Pháp thì không thể họ nói giải phóng, mà họ lại cấu kết với nó bảo vệ nó. Rồi cái thời kỳ mà Mỹ với lại Vatican thống trị, anh Quang mình xin interrupt chút là vậy nè. Mình nghĩ thế này, là mình nghĩ là bây giờ cái người cái chuyện của A Phú Hãn thì về sau này họ làm cái gì thì mình không biết, nó sẽ xảy ra nào thì mình cũng, còn mình biết người Việt Nam này, mình biết người Việt kiều của mình ở đây, ngày nào mà từ người lớn đến người nhỏ, từ ông bố đến ông con, mà người Việt Nam mà còn quần tụ lại dưới lá cờ vàng thì họ có một cái điều thế này, là mỗi lần họ nói về Việt Nam thì họ nói rất là sự tức giận, và trong cái sự tức giận đó bao giờ họ cũng nghĩ người Mỹ là người phản bội họ, cũng như là những người Afghan bây giờ
chiều hôm nay họ nói này, chúng tôi đã bị phản bội. Nhưng mà cái chuyện đó sau này những người nó qua bên bên California này rồi họ sống thế nào, họ đi họ biến thành thế nào thì mình không biết, nhưng mà mình nhìn thấy Việt Nam, đấy là cái sự suy nghĩ của mình về cái người Việt kiều mình ở đây, người Áo Phú Hán mình không biết. À, tôi nhưng mà tôi biết hiện tại bây giờ khi mà tôi thấy họ ngừng tiếng súng lại một cách trọn vẹn, mà tôi rất mừng cho họ, họ đã khôn ngoan hẳn ra, họ đã trưởng thành hẳn ra. Quân đội của họ là phải ông mình phải nghe từ cái lời ông tổng thống Joe Biden, mình biết là họ không có quân, họ chỉ có 72.000 quân thôi, họ không có phương tiện di chuyển, họ phải đi bằng xe Honda. Anh nói ông nào đúng rồi, có cái bài báo nó nói là chúng tôi bị phản bội đó, anh biết ai dạy họ không? Mấy ông Việt Nam Cộng Hòa này dạy đấy. Tôi biết bà kiếm bà đấy. Okay. Việt Nam mình dạy như thành ra đó, cái tương lai của họ có tồi tệ hay không là tùy theo họ có ở đúng. Họ có chơi với cộng đồng Việt Nam ở vùng xa hay không mà thôi. Đúng. Mình nghe chị nói mình lại nhớ cái câu này. Ông tôi nhớ cái lời ông Nguyễn Phú Trọng khoảng chừng hồi mà ông Obama ông còn sống, ông còn làm tổng thống, ông đến văn phòng đến thăm ông trong tòa Bạch Ốc, ở trong phòng bầu dục đó. Cái phòng bầu dục là cái phòng ông tổng thống Joe Biden mà mới tiếp cho ông tổng thống Áo Phú Hán này đâu 2-3 tuần trước đó, mới tiếp là đục tháng 7 năm mấy đó. Thì ông nói câu, ông Nguyễn Phú Trọng nói câu thế này: quá khứ thì không thể thay đổi được, nhưng tương lai là trách nhiệm của chúng mình, tương lai của những người Áo Phú Hán, kiều dân Áo Phú Hán ở đất Mỹ này, họ tôi hy vọng họ sẽ hiểu là cái tinh thần và cái lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam. Quá khứ thì bây giờ nó xong rồi, nhưng mà cái tương lai, cái sự suy nghĩ của mình, cái lời ăn tiếng nói của mình và cái hành động của mình kể từ giờ về sau cho đến tương lai, cho đến đời con, đời bố, đời cháu của mình thì là trách nhiệm của chúng mình. Tôi muốn nói đến cái điều này đó tại vì tôi nhìn thấy trong cộng đồng của mình tối thiểu trong vòng 40 mấy năm nay, mình bao giờ cũng muốn thay đổi quá khứ, mình không muốn nói đến tương lai, mình chỉ muốn quay về quá khứ rồi mình thay đổi nó. Mình ông nói đấy, tôi có ý kiến là thay đổi quá khứ có nghĩa là họ vận động viết lại lịch sử theo ý muốn của họ. Đúng. Chứ còn thay đổi sao được? Thì tôi thấy là người Việt Nam đó đã chính ông nhà họ đã cử ông Nguyễn Văn Trung là giáo sư dạy chết Đại học Văn Quan đến tận nhà tôi để vận động để mà tôi thay đổi cái ý kiến viết chữ. Tôi cũng bằng lòng thay đổi, thì ông ấy gọi điện thoại cho bà xã tôi, ông ấy thúc giục bà xã tôi là phải làm cái nhiệm vụ của tông đồ, nghĩa là phải chống lại cái việc tích trữ của tôi. Rồi tôi thấy là hiện tượng nó xảy ra là cái bộ sử lịch sử 15 tập thì họ đã thành công để họ giấu nhẹm những cái sự can thiệp vào nội tình Việt Nam của Tòa Thánh Vatican từ thế kỷ thứ 19 cho đến ngày nay một cách vô cùng thô bạo, họ giấu nhẹm hết tất cả cái đó. Thì tôi thấy họ đã thành công, họ đã thay đổi được lịch sử. Thì các anh nói chuyện đó làm cho tôi nghĩ ra là những người Afghanistan này sẽ có ít vấn đề hơn là cái người Việt của mình ở chỗ là mình á, mình được nung nấu bởi một cái thế lực mà các anh cũng biết rồi, nung nấu là cái sự thù hận cộng sản. Còn ở bên còn cái chuyện ở Afghanistan không có cái chuyện mà quốc cộng ở trong đó, không có, nó không có cái vấn đề quốc cộng. Mà cái vấn đề quốc cộng của mình là chỉ có cái nhà thờ nó nung nấu, mà bên đó nó không có cái vấn đề đó thì không có ai nung nấu cái vấn đề quốc cộng, không có ai là cộng sản cả. Thành ra cái vấn đề nung nấu cái hận thù nó sẽ không có. Do đó là vấn đề những người tị nạn ở đó sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ rồi sẽ qua, sẽ đi vào, sẽ đi vào lịch sử nhẹ nhàng lắm. Theo tôi nghĩ là họ nãy giống như tôi nói lại là họ yên phận và họ cảm thấy là họ sống cuối đời và họ không có những cái mà suy nghĩ giống như kiểu như là những người chống Việt Nam mình ở trong phố mình ra phục quốc hay là dựng lại khi hậu thì không có. Bởi vì tiếp lời Phượng nói nãy là quá khứ thì đã mất rồi, không còn gì để nói nữa, nhưng tương lai là theo lối suy nghĩ của mình, chẳng ai bao giờ gầy dựng quá khứ cả. Cái câu nó kỳ buồn cười lắm, cây nó lâu cây nó kỳ quá cái câu nó buồn cười đó. Ví dụ xây dựng quá khứ là sao, không ai nói câu đó cả. Nó là chỉ xây dựng tương lai chứ không ai nói xây dựng quá khứ, giống kiểu như buồn cười xây dựng tương lai quá khứ, xây dựng làm gì trời, buồn cười.
cái đó có là cái đó có nghĩa là xét lại lịch sử đó, đúng rồi, sửa lại đổi, lịch sử lịch sử, nhưng mà đã gọi là lịch sử thì làm sao sửa đổi được trời. Bởi vì có những cái con người mà đầu óc sao em không hiểu được rồi. Anh biết ơi, anh biết hôm nọ tôi có nói mà không biết anh có nghe hay không, hôm nọ tôi có nghe được câu chuyện là một cái ông mà qua bên đây thì lấy cái bằng tiến sĩ hàm thụ ở đâu không biết, nói là có bằng tiến sĩ ở bên Pháp, rồi qua bên đây thì cũng đi vào xin những cái chương trình ở đại học dạy giờ để được mang tiếng là giáo sư đại học, nhưng mà thật ra là dạy giờ, nhưng mà cái giờ đó là họ phịa ra những cái môn dạy về văn hóa về Việt Nam. Thế thì người cha ta cho dạy không biết được bao lâu, nhưng mà ông nói dạy thì học sinh nó bên em nó đã vào đại học rồi là nó về nó xem lại coi ông đó nói đúng hay không. Thì sau một thời gian ngắn thì nó khám phá ra, tất cả các học sinh khám phá là cái ông nội này nói toàn là binh vực Việt Nam Cộng Hòa thôi. Anh biết không, nó nắm tay nhau, nó kéo lên văn phòng ông gọi, nó gọi là cái gì của đại học, cái ban gì của đại học, nó không phải là hiệu trưởng mà nó gọi là viện trưởng, là nó yêu cầu tống, yêu cầu ông này là không được dạy như vậy nữa, khác bây giờ tống cổ đi đó, đuổi cổ. Mà nhưng mà Mỹ này á, nó đuổi nhẹ nhàng lắm anh, nó mời đến một cái buổi tiệc, nó gọi là tiệc cảm ơn. Tôi cảm ơn ông, và bây giờ tôi cảm ơn ông đã phục đã dạy, đã phục vụ cho trường chúng tôi thời gian qua, và đây là tấm giấy retire. Do cũng giống như đi xin việc vậy đó. Vâng, ok, tôi chấp nhận lời anh apply job của tôi, đồng ok hãng tôi, nhưng mà anh cứ kiên trí đi về nhà đợi phone, thấy phone gọi là anh đi nghe. Được rồi, vậy là có thể là đồ buồn cười ha. Thằng Mỹ bên này á, thằng Mỹ nó chơi hay lắm, mình và tôi chắc chắn rằng cái cộng đồng người A Phú Hán ở đây sẽ không có lập ra cái gọi là oral history, tức là với cái người mà đứng về phía chính quyền thân Mỹ để mà nói chuyện lại là cái cuộc chiến đấu của họ là anh dũng. Thì bên đây nó đã có một cái là hội thảo làm như vậy, nó gọi là oral history, tức là lịch sử trên khẩu. Tôi nghĩ chính quyền Taliban sẽ không có để chuyện đó xảy ra, và họ thực hành rất là tốt. Anh biết tôi có đọc cái bài nhận định của cái thằng Mỹ đó trên đài BBC hay là nào nãy giờ tôi đọc 4-5 tờ báo tôi cũng quên. Thì nó nhận định, nó so sánh Taliban với lại Bắc, miền quân đội miền Bắc, nước Việt Nam, miền Bắc Việt Nam. Nó so sánh là như thế này, nó so sánh Taliban không bằng cái quân đội miền Bắc Việt Nam. Làm sao mà bằng được? Không mà, ấy, và không bằng về tinh thần, về cái gì nữa là về tinh thần. Mà chính vì nó so sánh không bằng nó thì nó nghĩ rằng thế nào cái quân đội Afghanistan này cũng cầm cự được ít nhất là cũng vài tháng nữa. Quân đội đó. Nhưng mà có một cái tin mới nữa là tôi mới vừa đọc là coi như là những người mà quân Taliban ha, thì những người dân chúng thì giống tự giống như kiểu như ngày xưa Việt Nam là tuyên truyền ha. Khi mà đã lấy được chính phủ rồi thì họ sẽ có đại khái như họ trả thù chặt tay. Thì họ tuyên bố cái ông gì mà coi như đại diện cho Taliban, nói là Taliban khi tiếp thu đất nước này thì đó thì giống y chang như câu là làm đầy tớ cho dân. Câu tôi mới đọc buồn cười lắm, cái ổ kỳ ta nó trùng hợp mà giống nhau từ dưới này. Có nghĩa là khi người ta đã tiếp quản thành phố thì người ta sẽ là đầy tớ cho dân. Kỳ ta giống y chang như là cái lời của mấy ông bộ đội thực thi ở Việt Nam mình. Mình cũng thì đó, tôi nghĩ là người Phú Hán, người Afghanistan đó, họ học được một bài học rất là tốt, cái kinh nghiệm mà, tại vì Phú Hán là thực ra từ sau khi chiến tranh Việt Nam thì là quốc gia nó cũng bị chiến tranh triển miên,
thì nó có cái vấn đề của nó, nhưng mà không phải là chỉ họ cái miếng đất đó, không phải là cái miếng đất là nó tiêu diệt những cái đế quốc trong thời kỳ hiện đại, nhưng mà rồi nó họ cũng đã chôn vùi những danh tướng của những đế quốc trong quá khứ, chẳng hạn như đế quốc Hy Lạp, đế quốc ông Alexander, ông tướng gì của Hy Lạp nó tấn công ngang đó, nó bị chôn vùi đó. Nhưng mà có một điều thế này đó, là khi xây dựng một cuộc chiến tranh nó rất là dễ. Anh muốn xây dựng chiến tranh rất là dễ, anh muốn đánh nhau một thằng nào rất là dễ, ông chỉ nói cái lý do vớ vẩn là ông đánh được rồi. Anh nhìn thấy người Mỹ mà họ tấn công Việt Nam là một cái lý do rất là buồn cười. Họ không có, họ bịa ra. Cũng như là anh đi ngoài đường, anh thấy nhìn cái mặt thằng nào nó ghét, ông kiếm chuyện, hỏi ê cho coi giấy tờ, đi xét giấy tờ rồi có thế nào. Anh kiếm chuyện. Nhưng mà khi mà cuộc xung đột nó xảy ra rồi, mà để thu dọn cho nó vào hồi kết đó, cả một vấn đề chứ không phải không. Mình đã nhìn thấy người mà tôi chỉ nói về cái đó, khi mà tôi nói về cái chuyện mà thu dọn của chiến tranh đó, thì mình nhìn thấy đó, thật ra là trời thương với người Việt Nam mình thật là giỏi. Thì cái cuộc chiến tranh 30 năm, 10.000 ngày gian khổ, đòi đại lại độc lập và thống nhất đất nước, thì đến khi mà cái hồi kết nó chấm dứt, thì là tôi nghĩ có một điều mà mình biết chắc chắn đến giờ này đó, là tôi nghĩ là chỉ có người Việt Nam, chỉ cái điều đó chỉ có người Việt Nam mới có thể làm được thôi, là khi chiến tranh chấm dứt, một cái bóng đèn đường không bị vỡ. Đó là cái lời báo cáo của một người thông tin viên ở châu Âu, tôi không quên mất rồi. Sài Gòn đã giải phóng và một cái bóng đèn đường không bị vỡ, thì cái nó cũng là may cho dân tộc. Vì các ông bên phía Việt Nam này là chống tối đa, nhưng mà bây giờ các ông lo chạy chứ đâu có nghĩ đến phá hoài nữa. Cái chính quyền mà nó vào nó tiếp tu á, nó kỷ luật lắm. Nó anh nào mà có cái hành động phá hoại làm hại đến quyền lực của nó thì đủ liền. Có cái cổng trên độc lập bị vỡ. Cái này là nhắn mấy anh bộ đội là phá vỡ cái rồi độc lập, nó là cái độc lập thật chú bà trời. Tôi là nghe như thế này này, một nguồn tin của một người thân cận với chúng tôi là ở trong cái đội biệt kích của Sài Gòn, họ nói là được ra cái cổng đó là đã có người nội tuyến mở ra cho xe tăng vào. Rồi sau đó các ông bắt cái xe tăng lùi ra, các ông set up là hủ ủi, không phải là ủi thật, mà chỉ tức là thầy đặt ra. Nhưng mà đó là một người rất thân cận với tôi ở miền Bắc nói như vậy. Nhưng mà không biết anh cầm nó đúng, nhưng mà anh không biết, nhưng anh biết thấy rõ ràng cái ủi bị sập và cái bóng đèn nó rơi xuống cái bóng phía trong đó. Cái chuyện đó là diễn ra sau khi nó đã vào rồi, rồi người ta mới bắt làm lại để người ta cho lên phim. Đó là một anh rất là anh hùng của dân tộc đó, nói lại với tôi, tức là anh còn sống tại Hà Nội ngày nay. Để bữa nào tôi về tôi kiểm tra coi cục gạch nào mẻ tôi bắt đền nó mới được. Cả đến cái lá cờ ở Dinh Độc Lập đó, thực ra đã có người nội tuyến ở trong đó kéo lên rồi, nhưng mà bây giờ người ta vào người ta lại bắt kéo xuống, bây giờ người ta vào rồi mới kéo lên. Đó là họ xếp đặt để quay phim. Đó là cái anh bạn rất thân của chúng tôi nói như vậy, phim để cho nó gọi là xúc cảm, tôi gây xúc cảm. Đó là những người chiến sĩ có mặt ở Dinh Độc Lập bây giờ đó. Nói đi nói lại thì hầu như là không có cuộc chiến tranh nào mà nó giống như trời này khu tranh Việt Nam mình, có nghĩa là hầu như toàn bộ tham mưu và những người làm lớn ở chế độ cũ hầu như đều có những người Việt mà làm nội ứng cả, kể cả thủ tổng thống cho từ tướng cho đến hầu như thôi. Thì cái thằng Aga rằng nó không bằng được bởi vì cái sự mà bởi vì là mình nói chung là tình báo Việt Nam mình quá hay mà quá giỏi len lỏi vào những cái đúng là như vậy, đúng như ông Cầm nói như vậy, không khủng khiếp. Thành ra nó bởi vậy tôi nói rồi, mà thấy khổ lắm, mà đứng cận kế bên tổng thống mà ông nội gián mà nó nổi cỡ vậy thì làm sao mà bên kia thắng được. Sau này mình mới đọc sách rồi mình đọc tư liệu rồi mình cảm thấy nó khủng khiếp,
chứ còn cái chuyện đó thì không nói rồi. Thì nó hẳn là cái Afghanistan là bởi vì chi phí chiến tranh quá lớn rồi không làm được cái con mẹ gì, rồi xong nó thẳng giống vừa nãy cái lai đầu tôi với anh đã từng nói rồi, chỉ dựa vào cái tấm lưng, mà tấm lưng tiền nhiều quá thì nó cứ xài thôi, thì nào hết tiền tấm lưng nó tự nhiên nó đùng cái nó kêu, thôi tao đi, tao đi theo chứ không phải ra tao đâu có lý tưởng con mẹ gì đâu, khổ vậy. Tôi tìm hiểu về tất cả cái chính phủ mà do cái thế lực ngoại thù nó dựng lên đó, nó chi tiền đó, thì như người Mỹ chi tiền về các chính phủ ngụy quyền Sài Gòn, rồi chính phủ Iraq, rồi cái chính phủ Afghanistan đều là chi tiền trong công tham nhũng kinh khủng lắm. Thì tôi đọc tới ba cái tài liệu đó thì tôi thấy rằng là hễ mà đã người Việt Nam mà nhảy ra làm tay sai cho các thế lực ngoại thù do nó dựng lên thì các ông là tham nhũng tham nhũng lo vinh thanh bụi phì ra. Đúng rồi, cái đó là đã gọi là tham nhũng thì đâu có lý tưởng, mà không có lý tưởng thì đương nhiên chiến đấu đâu có. Chính vì đó mình cũng biết mà, anh cũng hiểu là thời xưa ở đó từ một ông lính quèn cho đến một ông đại đội trưởng là tấn ông trung đội trưởng là kia đều là tham nhũng cả. Thậm chí ông lính quèn làm xưởng Mỹ, anh biết cái nhà mà ông cất á, cái nhà ở thành phố Sài Gòn mà nhà ông cất bằng gián ép, anh nhớ là chi gián ép không? Cái gián ép mà chưa đựng quân vũ Mỹ sau khi về khui ra gián ép mà còn lấy gì tới nhà đóng thành một cái nhà luôn, biết khủng khiếp không? Bà chả lắm cứ trung sĩ rồi. Anh kể tham nhũng. Nói vấn đề ngoài tham nhũng ra thì ông Lý Ấu đó, ông có viết trong cái hồi ký của ông ấy, ông nói rằng cái căn cứ Đồng Tâm ở gần Mỹ Tho đó, thì nghĩa là khi mà Mỹ nó về đó thì các anh sĩ quan đó là đem xe cầm nhông chở đồ đi mất, chở đồ tiêu tan hết. Đó là chuyện ông Lý Ấu kể. Còn chuyện của tôi á là tôi biết là ông chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Oánh làm chỉ huy trưởng căn cứ Nha Trang không quân, thì khi mà gần ngày rút đó, ông ấy dùng máy bay Dakota gỡ những cái đồ trang bị của Mỹ đó, bàn ghế đầy đủ, ông trở về Tân Sơn Nhất rồi ông đem ra bán cho trời ở cái chợ Đồng Xuân. Một trong những chủ nhà hàng mà mua của ông ấy đó, là anh con ông bác của tôi ông ấy mua lại rồi ông ấy, ông anh con ông bác cũng là lính không quân cho nên biết rõ nhiều chuyện đó. Ông kể lại cho tôi, lúc bây giờ tôi còn ở Sài Gòn, vì mãi 29 tháng 4 tôi mới lên máy bay, thì những cái ngày đó là ông kể lại cho tôi hết. Vơ vét không còn một tí gì nữa. Nhưng đó là ông chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Oánh. Bởi vì bị tham nhũng quá, bởi vì sụp đổ, bởi vì thường thường mà khi có tiền bạc vào thì con người nó bị dễ bị cuốn cuốn và sa ngã thế thôi. Không biết anh có thấy những trường hợp này không, chứ hồi đó tôi mới anh Quang mới cưới tôi về đó, thì cái nhà kế bên nhà của anh Quang đó là cái nhà của ông Trung tá mà ông đó rồi về làm văn phòng thôi, về làm văn phòng thôi, có cái xe Jeep trở về mà lấy xe Jeep, xài xe Jeep rồi vợ rồi về nhà đó lại đem đậu cái xe Jeep đằng trước cửa nhà rồi vợ con ra rút xăng ở trong cái xe Jeep ra. Mà họ rút công khai, họ không sợ người ta dị nghị gì hết. Rồi bán cho cái ông tàu mà ông ấy có cái máy để chế biến những cái đồ plastic thành đồ chơi đó. Rồi ông mua thì cái jerrycan nó đựng 20 lít. Đó là chi xa, anh nghĩ là anh biết cái đồ miễn thuế và cái đồ PS ngày xưa của Mỹ không? Từ thuốc lá cho đến kẹo, cho xe gum rồi nước táo, bơm nho, bò lê, nói chung là cái tô lá. Nói chung là có người trong là tuôn ra hết, bởi vì mình mới có đồ xài chứ anh thấy không, đồ quân dụng miễn thế, đồ quân trang quân dụng của Mỹ miễn thế Trời ơi thiếu trai vậy. Nói đến cái độ đó thì tôi nhớ ở không quân có cái ông trước kia, thì tôi còn ở không quân thì ông là trung úy, sau này ông lên đến đại tá, tên ông là Nguyễn Tránh Quy. Ông cái thầu rác của Mỹ, nhưng mà trong cái thầu rác đó là có anh gian những cái đồ bên cho con Mỹ ở trong đó ra, ông giàu lắm. Bây giờ có lẽ là ông đang ở miền Đông Hoa Kỳ. Để tên ông là Nguyễn Tránh Quy. Okay. Ông lên đến đại tá lúc năm 75 đó. Okay. Mình như vậy vì tôi cựu lính không quân mà. Nhưng giờ mình nói thêm một chút về cái chiến tranh. Khi chiến tranh chấm dứt, mình nhìn thấy cái nhà Phú Hán mà họ ngừng lại được cái vậy đó, mình thấy lịch sử mà. Theo tôi mừng cho họ. Nhưng mừng lúc mình đúng rồi. Tôi cũng thấy là dân tộc Phú Hán mà đến ngày nay mà được Mỹ rút khỏi là cái điều rất là mừng cho cái dân tộc Phú Hán. Tối thiểu ra như họ yên lại, họ có họ chủ động được cuộc sống của họ.
chứ còn người Mỹ mà họ qua bên đó mà cũng họ đâu có biết thằng nào là thằng á, thằng nào là thằng thằng người dân, thằng nào là thằng Taliban, thằng nào nó nhìn giống nhau. Phượng ơi, có cái này. Dạ. Sau khi chiến tranh tàn chấm dứt thì Taliban vào để làm ấy. Nhưng cái muốn nói là hậu sự hậu chiến tranh này là ai xây dựng trở lại cái làm cái điều ở đây. Quan trọng là Iraq, Iraq mà tới hôm nay cái cục gạch mà nguyên của cứu ra. Mà trong khi đó anh phải hiểu rằng cái dân mà Iraq á, dân người là ngày xưa có cái truyền thuyết mà ngàn lẻ một đêm không? Yeah. Rất ư là thơ mộng, rất ư là đẹp, giàu có, giàu có lắm tất cả. Mà bây giờ kiếm cục gạch kiếm không ra, đó là một cái hậu quả mà đó là trước mắt. Là sau này mình không hiểu được cái A Phú Hãn này sau này được gây dựng lại xinh đẹp vui xưa hay là không. Cái điều đó là cái điều do những người lãnh đạo sau này mình không biết. Đó là bây giờ nó đã có một cái tên mới rồi đó anh, nó đặt ra, nó nói là nó tuyên bố nó là Islamic rồi Emirate, tức là I rồi E rồi A, thì tên mới của nó là Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan, Tiểu Vương Quốc, đó là nó có cái thủ tục nó đã tiến hành rồi đó. Dạ. Bây giờ hiện giờ đó, hồi nãy anh nhớ cái hồi mà anh mới bắt đầu kêu đi làm stream gia đó, ông Võ Đông Cung ông nói nó còn cách mình cách số, anh nhớ không? Ê, anh Võ Đông Cung à, bây giờ nó ở trong cái nhớ không, Võ Đông Cung giùm cái không không bây giờ tôi hỏi hai ông cầm cái này, ông Ký Tư là sau cái vụ A Phú Hán này đó thì quân đội Mỹ hiện còn đóng ở Đại Hoàn Hàn với hình như là còn ở Iraq, rồi cái nước nào sẽ xảy ra tiếp theo đây? Thì đó tôi mới thấy là cái điều mình không biết nói sao, nhưng mà có cái điều mà dính tới anh Mỹ này coi như là hai cuộc chiến nhé, trong vòng 46 năm, một là Việt Nam, hai là Afghanistan, đó là một cái bài học lớn cho các nước mà theo về đại khái như là để mà có một sự truyền giao dân chủ, giải phóng dân tộc rồi giải phóng tự do, cũng đây tự do là đó là những cái nữa. Và xa xưa hơn nữa thì có Libya là có Iraq là có nói chung là tất tần tật mà người nào mà người Mỹ tham chiến là xong, là xong đời, là coi như là xong đời, là coi như lúc đó là coi như là nát bét luôn, chứ không còn cái gì mà gọi lại nữa. Mà có một cái khác thì các Afghanistan này người dân chúng họ vẫn còn may mắn hơn tất cả những các nước khác, chẳng hạn như cái anh thấy là như là các nước về Libya, Syria thảm ghê luôn, anh thấy rõ ràng thấy không? Đó thì đó là một cái bài học lớn mà chơi với Mỹ là phải hiểu, phải biết. Và mình đó, anh Phượng nhớ rồi, ai nói là làm kẻ thù của Mỹ thì sướng hơn là làm bạn của Mỹ đó, anh nhớ không? Dạ nhớ. Hình như là cái ông ai? Ông bên bên London. Thì thế này chứ gì nè, thôi bây giờ mình làm việc ở trên đường phố ở nước Mỹ này, mình làm việc với người Mỹ trắng, Mỹ đen, mình làm đủ thứ việc, thì mình biết thế này này chị. Cái người Mỹ trắng, người Mỹ nói chung ấy, mà căn bản là người Mỹ trắng ấy, thì họ chơi với bạn kỳ lắm chị. Họ không biết quý bạn. Chứ mà giữa hai người ấy, mình nói chuyện general chị, giữa hai người Mỹ trắng và người Mỹ đen thì cái người Mỹ đen ấy, họ chơi ấy, chung thủy quý, hơn. Quý bạn họ nhiều hơn là ông Mỹ trắng. Họ có tình cảm hơn. Lại thế vậy lại mà cảm người, mà mình cái đó là mình không có hiểu. Cái đó thực sự là mình không hiểu. Cái người thổ dân nó là cái chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa thực dụng, hai cái đó nó làm cho con người trở nên như vậy, và đó là cái hậu quả của chế độ tư bản nó tạo ra con người. Chứ còn nếu mà cùng lớn lên trong một cái xã hội, cùng một cái chính sách xã hội như nhau đó, thì tôi nghĩ là họ sẽ tạo nên một cái lớp người có những cái tình cảm giống nhau. Cũng thí dụ như mình chia sẻ một cái nền luân lý cổ truyền Á Đông của mình đó, thì ai sang bên Mỹ này rồi khác cái gì khác, nhưng mà tự trung là đều làm việc, cố gắng làm việc cực khổ, rất là có tâm trong cái việc làm là một.
thứ hai là thích học hỏi, thứ ba là lễ phép, thứ tự con kính cha thương mẹ, có hiếu với cha với mẹ, cái sự ràng buộc gia đình rất là lớn. Đó là mình chỉ bảo đảm cái thế hệ thứ hai thôi, còn thế hệ thứ ba trở đi là tôi không bảo đảm. Tức là nó đã theo cái văn hóa bên đây rồi, thì anh thấy rõ ràng là cái guồng máy tư bản bên đây nó làm cho con người như vậy. Ví dụ như anh qua bên đây, anh không biết anh qua năm nào, nhưng mà ban đầu qua bên đây thì ông này ông thấy mấy đứa kia cứ tổ chức sinh nhật happy birthday đứa này đứa kia, thì ổng mới không có cho tôi tổ chức sinh nhật cho mấy đứa con của tôi. Ông có nói không có sinh nhật sinh giáo gì hết, không có bắt chước theo Mỹ, không có sinh nhật trên gì hết trơn, người mình lớn lên cả đời đâu có sinh nhật gì đâu. Ông la tôi như vậy. Nhưng mà anh thấy không, rồi tôi nói, anh nói thì đúng, tôi cũng muốn như vậy, nhưng mà mình ở cái theo cái văn hóa của mình không thể nào mình giữ cái văn hóa của mình ở cái xã hội này được, bởi vì con của mình nó đi vào trường đó, cô giáo làm cái đứa này làm đứa nọ, rồi con mình không làm thì tôi hỏi anh nó cảm thấy như thế nào. Đâm ra bắt buộc mình phải làm theo, đâm ra mình phải đi theo cái văn hóa. Như có nhiều một bánh xe, mình không chạy lượt theo nó là mình bị lạc hậu, nó không được. Thành ra ngày hồi mấy năm trước đó tôi đi về đó, có một cái đứa cháu của ông này hỏi thăm tôi vậy, chứ bây giờ nó có tiền, nó muốn qua bên Mỹ định cư, nó muốn gửi cho nó cho một đứa con qua bên này Mỹ định cư, thì hỏi ông bà nghĩ như thế nào. Thì ông này thì ổng cũng chưa có suy nghĩ cái gì, thì tôi suy nghĩ nhanh lắm, tôi mới nói như thế này. Tôi mới nói nếu không có muốn mất con đó thì cho nó đi. Tôi nói con câu thôi. Tôi nói nếu không muốn, rồi tôi giải thích. Không cho nó đi, nếu không muốn mất con thì đừng cho nó đi. Tôi nói nếu mà muốn mất con á thì cho nó đi, mà nhưng mà nó sẽ mất, mình sẽ mất cái đứa đó, là tại vì nó sẽ đi theo cái guồng máy bên đây, và nó sẽ tập tành theo những cái ngày lễ ở bên đây, và nó sẽ mỗi một người chỉ có 24 tiếng đồng hồ một ngày thôi. Bây giờ nó đi theo những cái ngày lễ bên đây, còn giờ đâu nữa là mà nó làm những cái truyền thống của mình nữa, thành ra dần dần rồi đó, nó không theo nữa. Quá là hào mòn hết rồi, thôi em hiểu rồi. Thôi đây kể chuyện vui thôi, tôi đi ăn một cái sinh nhật của một cái bạn của bạn nhỏ em tôi, thì đi về thì nó ăn, thì cái thằng mà coi như là tổ chức cái vấn đề đó, nó nói là tổ chức ở trong cái nhà hàng buffet, ok. Rồi xong, nhưng mà nhỏ gái vô nó buồn cười ở cái chỗ này là nó là người Việt Nam, tất cả là người Việt Nam hết, nhưng mà theo mục đích là con tôi mà vì chưa nó vào đó thì mạnh ai để trả tiền có sức ăn của mình, rồi chứ không phải nó bao, đó là người chủ sĩ, đó là người chủ sĩ, nhưng mà mình ăn mình phải trả tiền. Ủa vậy thì đó, đó. Mình biết đâu, lời anh Peter vừa mới nói rằng là người Mỹ trắng nó đối xử bạn bè rất nhẹ, thì tôi có viết cái bài rằng là con người là sản phẩm của nền văn hóa. Nền văn hóa của người da trắng ở Âu Châu đó là sản phẩm của một nền văn hóa vị kỷ độc thần. Vừa độc thần vừa vị kỷ. Đấy. Thành ra cái gì họ nghĩ cho nhiều, họ vơ vào lắm. Tiếng Anh nó gọi là aggressive, và mình cứ dịch cái chữ aggressive vào là có thể là vơ vào, lấn lướt, bốc thuốc, trục giật. Thì quả như là cái gì họ cũng vơ vào hết. Thế còn cái nền văn hóa của dân tộc Đông Phương đó thì nó là nền văn hóa vị tha đa thần giáo, tức là anh sống chung được với tất cả các tôn giáo khác. Và như là một chữ gia Thông Sơn ông nói rằng cái người Việt Nam có câu nói rằng là một tôn giáo tốt thì nhiều tôn giáo lại càng tốt hơn, mà nhờ vậy nó không có tinh thần kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, mà con người nó trở nên hài hòa hơn. Anh cho mình thêm một câu. Khi mà mình nghe anh nói cái điều đó thì ở cái căn bản người dân bình thường họ nói với nhau là thần cây đa ma cây gạo. Đó. Hai cái cây như vậy đó. Thì hai ông, một là người ma, hai là ông thần. Thần thằng nào thằng đó vãi, chống nhà ai
chống ai, người gì đó họ nói gì, thân nói chung là thần nào đấy lo. À đúng rồi, tức là người Việt Nam mình á, tức là ở đâu có thần, họ anh nói chuyện đa thần là vậy đó. Rồi đó, đa thần thế này không những là mình coi là cây đa hay sông hay đấy, núi hay đâu, thần cái đa mà cái gạo, tức là bất cứ chỗ nào mình cũng có thể thờ phượng được. Và căn bản thế này là tôi nói chuyện với mấy đứa con, mấy đứa cháu, cái tôi mới bảo là nói chuyện về cái sự ra đi của một người, của một con người, thì tôi hỏi là mỗi người chết thì bảo là ông phải lên thiên đàng, ông lên gặp Chúa, ông thì lên gặp cái này cái kia, thằng nào ông đàng hoàng là xuống địa ngục. Tôi nói với mấy đứa cháu của tôi, mấy đứa con của tôi, nói là bố biết một điều thế này nè, bố chết rồi đó thì ông nội đi đâu thì bố đi tới đó, hay là bà nội đi đâu thì ông nội đi theo đó. Tại vì vậy á, Việt Nam mình bảo là chết rồi họ có nói rồi theo ông theo bà, tức là mỗi người của mình nó có một cái tôn thạo, cái sự tôn thờ trong cái đầu óc của mình, mà tất cả mọi người họ đều biết cả. Chứ còn thành thử ra, tại vì vậy anh, thành thử ra người Việt Nam rất kính trọng bất cứ một cái nhà nào, bất cứ một cái tôn giáo nào. Thì lần đầu tiên tôi về đến Việt Nam, anh, sau khi đúng 23 năm sau khi tôi ở đất Mỹ, lần đầu tiên tôi về Việt Nam, tôi đến nhà thăm bà cô tôi. Cô bảo phượng ra đốt hương cho ông, cái là mình đến nhà người ta, tức là đầu tiên đó là thắp hương trong cái nhà đó, thờ cái ông thần của cái nhà đó. Thì thực ra là khi mình bước vào một cái nhà là mình có cái sự kính trọng căn bản cái tôn giáo của người ta ở trong đó. Tôi nghĩ anh ma cái gạo thì thưa anh, cái này khi mà anh nói về cái đa thần thì tôi lại nghĩ ngay đến cái Việt Nam. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà chiến tranh tôn giáo hay là xung đột tôn giáo mà mình nhìn thấy hàng ngày ở đây nó không bao giờ nó xảy ra Việt Nam. Cái lòng vị tha của người, cái sự nhún nhường và cái lòng vị tha của người Việt Nam là nó thật vô vàn vô biên. Tại vì nó nằm ngay trong cái lúc trong lòng mình, ngay thì khi mà còn bé mình đến không, nhà không. Người những người mà Việt Nam mà theo đa thần giáo không bao giờ ông cầm nó đi. Cũng chính vì điều đó, có lúc những cái mà nó kẻ thù, mà mình nói kẻ thù về tôn giáo lấn lướt đúng lấn lướt. Không phải là cái người Việt Nam mình họ rộng lượng và họ đúng họ lấn lướt, chứ mình cấm cái là mình bực. Mà tôi ẩu lắm, thì chưa ra ở đây tôi không nói gì cả, nhưng tôi hiểu rõ ràng ở đây có đúng. Thôi bây giờ mình hôm nay là mình kết luận lại được. Dạ. Kết luận lại được về cái phần này là xem như là cái sự chuyển đổi cái dân tị nạn Afghanistan ở Mỹ này có lẽ hy vọng là nó sẽ nhẹ nhàng hơn cái dân tị nạn Việt Nam của mình, và chúc cho Afghanistan, dân tộc Afghanistan sớm hồi phục lại. Thì nói xong rồi thì chị Dâu chi tiếp rồi, thì tôi có ý là mình kết thúc cái live ở đây và mình cầu xin mọi mình nói chung là thượng đế đi, cầu chúc cho người dân Afghanistan phục hồi kinh tế, phục hồi đất nước một cách mỹ mãn, và mình muốn cho mọi điều người dân ở trong nước rất là suôn sẻ trên cái vấn đề mà sau này, đúng không? Vâng, chào các vị. Chào các quý vị khán thính giả. Rồi, okay, cảm ơn anh. Cảm ơn các anh.